hoài tâm. Tiến Biệp 28 là Văn Toàn, Hữu Nghĩa, Duy Phúc, Đình Vị, Đình Vĩ, Võ Thịnh 18 là Chánh Nghiệp, Chí Phú 79, 66 là Bá Quý. Mùn Tấn Lộc, Quan Chờ, Việt Tính, alo. Ở bên phía đội 12-2 là Thọ, là cái gì Thọ vậy em? Phước Thọ, Hữu Thọ, Hữu Thọ, Hữu Thọ. Ôi. Bị quyền không? Thế Quang số mấy thứ ba, Thế Quang? Số 4. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Và chào mừng, chúng ta hiện tại đang là hai đội bóng 12-2 FC các bạn, và cao thủ Bwin FC, hai đội chúng ta đang khởi động. Ít phút nữa thôi thì thời gian thi đấu chính thức của trận giao hữu siêu kinh điển vào chiều ngày hôm nay, chiều thứ 7 các bạn, sẽ được diễn ra giữa hai đội 12-2 và cầu thủ Bwin FC. Hai đội đang khởi động các bạn. Chào Hoài Đức nha. Ok, cảm ơn anh trai Hoài Đức. Hôm nay cùng đồng hành với biên viên Quang Thượng còn có cameraman Mr. Chu nữa nha các bạn. Hôm nay ngoài những video clip, những tiêu phẩm, những vòng tập đẹp của cầu thủ chúng ta, thì hôm nay em camera Mr. Chu còn sẽ cho cầu thủ chúng ta những hình ảnh lưu niệm đáng nhớ các bạn. Chào Hồng Tươi nha. Ok, cảm ơn Hồng Tươi, cảm ơn Hoài Đức nha. Ít phút nữa thôi thì thời gian thi đấu chính thức của trận đấu sẽ được bắt đầu các bạn. Xin chào Gia Bảo nha. Chào Gia Bảo. Chào Hồng Tươi, chào Hoài Đức. Hôm nay đội hình của 12-2 chúng ta có thủ môn Tấn Lộc, có số 9 Quan Chờ các bạn, số 18 đó là Việt Tính, số 35 đó là Hữu Thọ, số 33 là Chú, số 27 Dĩ Khai, 24 Hoàng Khai, 11 là Quách Thành. Phước Thọ hả? Trời ơi, nãy nói Phước Thọ, ai nói là không phải Phước. Như vậy là số 35 là Phước Thọ nha các bạn. Số 33 là Lộc Diếu, số 27 Dĩ Khang, số 24 là Hoàng Khang, 11 là Quách Thành, 22 là Nguyên Trang, 21 là Quang Quách các bạn, số 26 là Đình Hưng, và số 07 đó là Hoàng Nhất. Đó là những cái tên của đội 12-2. Chào Gia Bảo nha. Nói với Mr. Chu ăn uống vào giùm em nha, nhịn em sót lắm nha. Đó là nhận của Gia Bảo. Ok, cảm ơn Nguyễn Hà Mặt nha. Hello Nguyễn Hà Mặt.
Còn phía đội B-Win, B-Win FC chúng ta ra quân với ngày hôm nay có số 1 đó là Khánh Toàn, số 1, số 30 Hoài Tâm, số 8 đó là Tiến Việt, 28 là Văn Toàn, số 7 Hữu Nghĩa, Hiếu Nghĩa, bạn số 10 Duy Phúc, số 11 Đình Vĩ, số 15 đó là Võ Thịnh, 18 đó là Chánh Hiệp, 79 Chí Phú, 66 Bá Quý, còn có Kỳ Anh và số 4 đó là Tô Thiếu Quang các bạn. Đó là những cái tên có mặt trong hình của Bình Quyên. Tâm 30 chụp trước hay chụp hiệp đầu á? Ok, ngoài Tâm là chụp trước không? Vậy chúng ta có hai số, ở số 1 là thủ môn Cánh Toàn và 30 là Hoài Tâm. 30 là con là Hoài Tâm. Hoài Tâm mặc rồi biết rồi. Rồi con là Kỳ Anh đúng không? Kỳ Anh 30. Văn Toàn số 28. Một nữa chào quý các bạn nha, chào Gia Bảo, chào quý khán giả các bạn, chào 500 anh em đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội bóng ta. Và nói là thời gian thi đấu chính thức chưa được bắt đầu nữa mà hai đội bóng ta đã có những khán giả vào xem. Rất đông khán giả vào xem các bạn. Mr. Chu đang xem livestream nha các bạn, chỉ về bình luận nè, chỉ về bình luận nè. Đây Mr. Chu đang phía dưới này nè các bạn. Không thấy à? Sâu quá. Mr. Chu ngồi sát quá, xuống không tới. Không tới. Ok, Thanh Hy gọi là nhắn là B-Win quá đỉnh. Là nhắn với Thanh Hy các bạn. Chào Thi Toàn gọi là nhắn là Khánh Toàn cố lên. Chào Lê Phương Thảo, tác tên Lê Ngọc Mỹ vào các bạn. Cảm ơn khán giả đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Nguyễn Quỳnh gọi là nhắn là anh kêu Tiến Biệt về quánh câu giùm em. Đó là nhắn của Nguyễn Quỳnh. Tiến Biệt là cầu thủ bên phía đội B-Win FC các bạn. Đó là cầu thủ số 8. B-Win ha, kêu B-Win không chịu. B-Win, ok. B-Win. Xin chào Hoài Đức nha. Kêu Văn Quốc với Lộc Chú đừng đá xấu người ta nhé Bình Luận Viên. Đó là nhắn của Hoài Đức các bạn. Ok Hoài Đức nha. Cảm ơn Hoài Đức, cảm ơn khán giả Lê Phương Thảo, cảm ơn Thi Toàn, cảm ơn quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream. Để ít phút nữa thôi chúng ta sẽ được chứng kiến màn trình diễn với hai đội bóng đó là 12-2 đến từ trường trung học phổ thông Mỹ Hương các bạn và cầu thủ B-Win FC. Cầu thủ chúng ta cũng còn rất trẻ. Xin chào Quỳnh Đa, chào Bình Lương Duy nhé, chúc hai đội đá tốt. Đó là nhắn của khán giả Quỳnh Đa. Chào Trang Thảo nha, Quang Toàn cố lên. Hoàng Thi thì gọi là nhắn là chào tất cả anh em và Bình Lương Miền, cảm ơn Hoàng Thi. Anh Hoàng Thi có vẻ đây là anh Thi đội U40 ngã 7, cảm ơn anh Thi rất nhiều. Ngày mai thì em cũng sẽ có một chuyến bay đáp đến thành phố ngã 7 của Hậu Giang để live stream một cái giải đấu tự do ít năm các bạn. Biết ngày mai em biết có gặp Mr. Chu đó không biết. Không, mai
Chào Trung Tính nha. Cảm ơn Trung Tính. Chào Nguyễn Quỳnh. Kêu Tiến Biệp đừng đá giò người ta nhé mà Lương Duyên. Trung Hiếu là nhắn là em xe bài này được không? Ok, xe đi em. Xe đi, xe nhiều nhiều vô. Bình Duyên cũng xe luôn mà, xe lên bóng đá buổi Sóc Trăng cho anh em xem nha. Chào mừng quý khán giả và các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hoàng Hậu của xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận giao hữu siêu kinh điển các bạn. Trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng 12-2 đang thi đấu trong phục màu áo kem và thi đấu phần sân tay trái mà chúng ta. Còn cầu thủ Bwin FC thi đấu và trong phục màu đỏ và thi đấu phần sân tay phải. Và trọng tài bắt chính đó là trọng tài Thái Điền dứt điểm không bầu. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ số 27. Đó là Dĩ Khang các bạn. Chị đầu thể hiện nha, gọi là nhắn là chào Lý Viên và camera. Lan Anh thì gọi là nhắn là nhắc 24. 12-2 là Lanh đang xem nè anh. Đó là nhắn của Lan Anh. Lan Anh đang xem. Ok, Lan Anh đang xem nha. Ok, Đạt Cá Lóc gọi là nhắn là hello check in nhé mà Linh Duyên. Ok, check in em. Trung Tính chú kêu Nghiệp chú ơi. Nghiệp mãi đỉnh. Đây là giải cầu thủ Bwin FC các bạn. Sẽ cầu thủ ném biên dành cho cầu thủ đỏ Bwin FC. Xin chào Nguyễn Thế Hiển nha, Chu chụp nha em, Mr. Chu, cameraman Mr. Chu. Không nhắn con. Thì trọng tài xác định đã có bình thuận phạm lỗi bên phía đội các cầu thủ Bwin FC các bạn. Ok, một nữa cảm ơn quý khán giả và các bạn, cảm ơn 500 em đã vào xem livestream của mỗi hai đội bóng chúng ta nha, 12-2 và Bwin FC. Trận đấu được diễn ra tại sân đấu Hoàng Hậu các bạn và trọng tài bóng chính đó là trọng tài anh Thanh Đi. Đó là một đường truyền rất hay, đường truyền của cầu thủ số 7, đó là Hữu Nghĩa. Hữu Nghĩa thì bóng dứt điểm không bầu. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ số 10, đó là Duy Phúc các bạn. Và thủ môn Tấn Lộc đã cản hóa thành công, tình huống dứt điểm chưa rồi. Và góc cho cầu thủ Bwin. Tấn Lộc, một pha cắt bóng của Tấn Lộc để biên cho cầu thủ đó. Xin chào Thế Hiển nha, Thế Hiển là nhắn là xí tôi có chặn 5:30 sân anh lại gánh qua chơi nha chú ơi. Đó là nhắn của Thế Hiển cho Mr. Chu nha. Lát gánh qua uống trà sữa nha. Ồ rồi là lắc tay rồi, Mr. Chu lắc tay rồi. Lắc tay là có nghĩa là đồng ý các bạn. Ok, Mr. Chu đồng ý nha, lắc tay nhưng mà đồng ý. Đây là đội số 7. Số 7 bên phía đầu Bwin các bạn, đó là Hiếu Nghĩa. Đội chị trong đội số 28 đó là Văn Toàn, làm gì đây? Văn Toàn chi bóng và đánh đầu của Hưng Kèo. Công chúa ngủ trong rừng. Và đây là Dĩ Khang làm gì đây? Vẫn còn các bạn. Đây là rượu số 9. Đó là Văn Chờ sẽ làm gì đây? Và đây là Dĩ Khang. Chúng ta đang có mặt tại sân đấu Hoàng Hậu các bạn. Và mọi thông tin chi tiết như là số điện thoại của anh Toàn máy ủi. Chủ sân rất đẹp trai của sân đấu Hoàng Hậu. Mình liên viên đã cho chạy chữ bên dưới rồi. Số điện thoại của anh Toàn các bạn. Toàn máy ủi với số điện thoại là 0919 864 666 các bạn. Phản công cho cầu thủ Bwin. Bwin làm gì đây? Đó là pha đi bóng của cầu thủ số 10 nhưng không thành công. Đó là pha đi bóng của Duy Phúc các bạn. Và đây là cầu thủ số 1, Khánh Toàn. Vẫn là Khánh Toàn. Khánh Toàn sẽ làm gì đây? Đó là một đường cho kè rất hay. Dành cho cầu thủ số 10. Số 10 đường truyền của Duy Phúc dành cho cầu thủ số 28. Đó là pha dứt điểm của Quang Toàn các bạn. Xin chào một khán giả có tên là VZZNZZ. Gọi là nhắn là hello Bình Duyên, cảm ơn VZZNZZ các bạn. Bình Duyên không biết cái đó đọc sao luôn. VZZNZZ phát bóng lên dành cho thủ môn Khánh Toàn các bạn. Xin lỗi các bạn, đó là thủ môn Hoài Tâm. Lộn. Phải công cho các cầu thủ 12-2. Không được rồi, tôi Thế Quân. Nhắn là tôi Thế Quân. Phải công cho các cầu thủ 12-2. Bình Duyên có Hương Gèo, công chúa ngủ trong rừng. Dành cho cầu thủ số 11, đó là Quốc Thành. Và đây là cầu thủ số 24, đó là Hoàng Khang làm gì đây? Rất hay, đây là Hưng Gèo, công chúa ngủ trong rừng. Đó là pha đi bóng không thành công, pha đi bóng Lộc Vũ không thành công các bạn. Sẽ cầu thủ ném biên cho cao thủ đó.
Chào Nguyễn Vinh nha, kêu tiếng Việt đã từ từ thôi Bình Đương Chiến ơi. Đó là nhắn Nguyễn Vinh. Chào Nhật Duy. Đó là nhắn là Quốc Thanh, quê mẹ kêu về kia. Đó là nhắn của Nhật Duy các bạn. Trải dạ vào liên tục bình luận cổ vũ cho hai đội bóng cũng như các cầu thủ chúng ta trên sân. Đây là Hưng Gheo, công chúa ngủ trong gương làm gì đây? Một đường chuyền cho Lộc Vũ đánh đầu. Đó là đánh đầu trên đường chuyền dành cho Dĩ Khang làm gì đây? Đó là pha cắt bóng của cầu thủ số 8, đó là Tiến Biệt các bạn. Xin chào Hoàng Thái nha, kêu tôi Thái Quang về ngủ giùm con chú Thuận ơi. Thạch Sini gửi ra nhắn là hai đội này đã chắc ra xỉu rồi. Kaka. Trần Văn toàn thắng, B Win IX bàn may cho dự bị. Đó là nhắn của Trần Văn toàn thắng các bạn. Ok, cảm ơn quý khán giả và các bạn. Cảm ơn 500 em đã vào xem livestream nha. Có buổi hai đội bóng ta. Trận đấu thì tiếp tục, không có quyền bị. Đó được pha dứt điểm, không vào. Pha dứt điểm của cầu thủ số 21. Đó là Dĩ Khang các bạn. 27 Dĩ Khang. Khang cơ rồi à? Nhiều Khang cơ rồi, nó biết rồi sợ. Tại nhiều Khang nó bị trùng. Khang cơ. Bóng đi hết được bên ngang. Bóng lên dành cho thủ môn Tấn Long. Thử Gheo, công chúa ngủ trong gương. Đó là một đường chuyền dành cho cầu thủ số 24, đó là Hoàng Khang. Lộc Vũ làm gì đây? Đánh gót gót hay. Đây là Hứa Gheo, công chúa ngủ trong gương. Gót hay. Không được. Xin chào Nguyễn Quỳnh, kêu anh Khang số 24 về ghi nội quy đi Bình Lương Duyên. Ghi gì? Ghi nội quy các bạn. Ghi nội quy chắc Hoàng Khang số 24 chắc chưa thuộc nội quy các bạn ơi. Đó đường cho khe, không được. Một đường cho khe dành cho cầu thủ số 7, đó là Hiếu Nghĩa của cầu thủ số 28 Văn Toàn các bạn. Văn Toàn làm gì đây? Vẫn là Văn Toàn. Mà đây là Hiếu Nghĩa. Không đi hết được bên trong rồi, đá biên dành cho cầu thủ 12-2. Xin chào Trọng Hữu, đã nhắn là nhờ bệnh viên kêu Mr. Chu mai đi massage nhé. Đó là nhắn của Trọng Hữu các bạn. Đây là Lộc Vũ sẽ làm gì đây? Lộc Vũ điểm không vào. Và những điểm hơi nhẹ của Lộc Vũ và bóng đã đi ngay vào vị trí thủ môn Hoài Tâm. Phản công cho các cầu thủ áo đỏ. Và đây là Tô Thế Vân làm gì đây? Không được. Sẽ có một tình huống đá phạt góc cho các cầu thủ B-Win. Còn là Tô Thế Vân. Không được. Hưởng Gheo, công chúa ngủ trong gừng. Và đây bóng tốc độ ném biên dành cho các cầu thủ 12-2. Đây là Hưởng Gheo, đường trường cho khe gót khai cho Lộc Vũ làm gì đây? Dứt điểm không vào. Và góc cho cao độ 12-2. Và dứt điểm của Lộc Vũ nhưng chưa thành công các bạn. Còn nữa chúng ta đang có mặt tại sân đấu Hoàng Hậu của xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Theo dõi trận giao hữu siêu kinh điển, trận đấu với hai đội 12-2 và B-Win. Và trọng tài bắt chính trận đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài anh Ta Điền, và tỷ số hiện tại đang là 0-0. Rất kỹ thuật, đó là pha đi bóng của cầu thủ số 28, đó là Quang Toàn làm gì đây? Vẫn là Quang Toàn. Rất kỹ thuật các bạn. Đó là được chi, rất hay. Dứt điểm, không vào. Đó là pha dứt điểm của Duy Phúc. Xin chào Kem Bình Hiệp nha, mới gặp Kem Bình Hiệp, mới đi khách giờ vô Bình Luận rồi, chắc chở khách tới nơi các bạn. Đang ngồi đợi khách về là nên Bình Luận nè. Xin chào Hoàng Thái nha, chào Nguyễn Quỳnh. Rất nhiều khán giả vào xem livestream rồi. Đây là Lộc Vũ, xin chào em gái Nguyễn Quyền Trăng nha. Chào Mr. Chu luôn, Quyền Trăng chào Mr. Chu luôn nha Mr. Chu. Sẽ có một đội bóng lên dành cho thủ môn Hoài Tâm. Thúy Ngân, Lộc Vũ cố lên, đó là nhắn Thúy Ngân. Nguyễn Quyền thì gọi là nhắn là chú Thượng hỏi anh Tiến ăn cơm chưa. Mà đi đá banh rồi. Giờ này chắc chưa tới giờ ăn cơm các bạn ơi. Anh công cho các đội B-Win, rất hay. Đây là bán con làm gì đây? Dứt điểm! Đó là ba dứt điểm ghi bàn của Duy Phúc các bạn. Rất hay. Và phối hợp giữa Văn Toàn và Duy Phúc. Và vừa rồi thì Duy Phúc cũng đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ B-Win.
1-0 các bạn. Một pha đi bóng và dứt điểm qua góc chéo của Duy Phúc đã mở tỷ số cho trận đấu chúng ta. Rất hay, rất đẹp. Tỷ số đã được mở cho trận đấu này. Và hứa hẹn ở những phút tiếp theo thì thời gian thi đấu tiếp theo này thì trận đấu chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa các bạn. Khi cầu thủ 12 này đang bị các cầu thủ Bwin đang dẫn tỷ số 1-0 các bạn. Và đây là Hương Kèo, công chúa của trong rừng. Một đường chia giạt biên dành cho cầu thủ số 9 các bạn. Đó là quán chờ làm gì đây? Dứt điểm, không vào. Tôi mù hoài tâm đã bóng chính xác rồi. Quán toàn. Xin chào Thanh Huy, Bwin đỉnh quá, đó là nhắn của Thanh Huy. Và một khán giả Thanh Huy thì nhắn là Duy Phúc phải đỉnh, đỉnh quá nha. Và đây là, đó là đường chuyền của Diễn Khang. Đó là Kháng Cơ làm gì đây? Không được. Đó là Kháng Cơ. Tại sao là kêu bằng Kháng Cơ? À, cơ là cơ bắp đó phải không? Đó là phải dứt điểm của Lộc Chúa các bạn. Sẽ có đủ đá vào góc dành cho cao thủ 12 thứ hai. Như vậy một cái tên được tung vào sân bên phía đội Bwin, cầu thủ số 30 đó là Kỳ Anh các bạn. Còn bên phía đội FC 12 thứ hai thì cầu thủ số 7 vào sân, đó là Hoàng Nhất. Hoàng Nhất vào sân các bạn, cầu thủ số 07. Đây là Văn Toàn. Văn Toàn một đường chuyền dành cho Thổ Thiếu Văn, làm gì đây? Thổ Thiếu Văn không vào. Và dứt điểm của Thổ Thiếu Văn các bạn nhưng không thành công. Như vậy bên phía đội 12-2 cầu thủ số 22 đường tung vào sân, đó là Nguyên Đen các bạn. Xin chào Hiếu DJ, Hiếu DJ người ta nhắn là Bwin cố lên, cảm ơn Hiếu DJ. Và đây là Hứng Gheo, công chúa ngủ trong gương cho khá. Và đó là đường chuyền dành cho cầu thủ số 30 Văn Quốc các bạn. Văn Quốc cũng mới được tung vào sân. Văn Quốc vào sân, Hoàng Nhất vào sân, cầu thủ số 22 đó là Nguyên Đen cũng vào sân các bạn. Ba cái tên vào sân bên phía đội FC 12-2. Đây là Tiến Biệp. Đường chuyền cho cầu thủ số 1 đó là Khánh Toàn. Quán Toàn. Và cắt bóng của Hương Gheo, công chúa ngủ trong rừng. Ném yên cho các cầu thủ FC Bwin. Cầu thủ mới được tung vào sân đó là Kỳ Anh, dứt điểm không vào. Bóng đã khẽ chạm vào lông tay của thủ môn Tấn Lộc rồi các bạn. Phải nói là chúng có lông tay có chút xíu mà anh Thanh Điền cũng thấy các bạn. Và góc dành cho cầu thủ Bwin. À, xin chào Hiếu Thảo nha. Đánh đâu? Đó là phản động của Kỳ Anh nhưng chưa không thành công. Chào Hiếu Thảo nha, chào Quỳnh Anh. Duy Phúc có đó không? Bình Lưỡng Duyên. Duy Phúc có luôn nha em. Duy Phúc cầu thủ số 10 bên phía đội Bwin. Đây là Quán Con. Gót cây. Chuyển điểm không vào. Ném yên cho cao đổ đỏ. Xin chào ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, hỏi là Duy Phúc có đó không? Có luôn nha, Duy Phúc có đó luôn các bạn. Duy Phúc là cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu chúng ta nha. Và tỷ số 1-0 hiện tại vẫn đang duy trì cho đến thời điểm hiện tại. Và đây là Hoàng Nhất. Đây là Quán Con. Phản công rồi, đã cầu thủ phạm lỗi của Hoàng Nhất đó với Quang Toàn đã phạt dành cho cầu thủ đó Bwin. Xin chào Trúc Nguyên, Bwin có lên, đó là nhắn của Trúc Nguyên. Xin chào Hiếu DJ, Bwin thủ môn Quốc Tính phải không mà đương nhiên. À, Bwin là thủ môn Hoài Tâm nha các bạn. Một cái tên nữa được tung vào sân bên phía đầu Bwin, cầu thủ số 20. Số 20 đó là chờ cầu thủ Liên Duyên chưa cập nhật nhận tên số 20 các bạn. 20 là Phúc Hưng. Phúc Hưng, Phúc Hưng. Đây là Quán Toàn đá bạc. Dứt điểm không vào. Bóng đi vào phòng dọc. Bóng lên cho thủ môn Tấn Lộc. Ok Bảo Quý. Đó là một đường chuyền của Hương Kèo dành cho Giang Quốc, làm gì đây? Và đây là một đường số 28, Quán Toàn làm gì đây? Đường chuyền cho khe cho Tô Thế Quang, làm gì đây? Dẫn là Tô Thế Quang. Một đường chuyền cho Kỳ Hưng, quyệt quỷ mất rồi. Phúc Hưng đó con. Phúc Hưng là nãy 20 đúng không? 20 là Phúc. Còn số 30 là Kỳ Anh. Đây là Hoàng Nhất làm gì đây? Một đường cho khe, đó là đường chẹt đường chuyền dành cho Văn Quốc, làm gì đây? Rất kỹ thuật. Và đây là Hoàng Nhất làm gì đây? Vẫn là các thủ 12 này. Xin chào Bình C7 nha, sáng nào phải Bình Đức Duyên, sáng này ở Dubai nha. Xin chào Hữu Đặng, gọi là nhắn là Bwin có siêu mũi chiến phú không mà đi gì có luôn nha.
Xin chào Lê Ngọc Mỹ, anh ai kia kêu về nhà ngủ kìa Tám ơi. Đó là nhắn của khán giả Lê Ngọc Mỹ. Bản công dành cho đủ Mỹ Nguyên các bạn, rất hay. Đây là Bản Tôn làm gì đây? Bản Tôn đường cho khe, đó là đường cho khe cho Kỳ Anh. Kỳ Anh làm gì đây? Bóng nhắn con, và đi bóng Kỳ Anh. Kỳ Anh đi chi vô, không được. Đây là Bản Tôn. Chào Trịnh Hiển nha, hẹn Trịnh Hiển ngày mai tại sân Galaxy ngã 7 nha em. Đó là pha một pha taekwondo của Tô Thế Quang nhưng không thành công. Một nữa chào Trịnh Hiển, chào Bình Sơn ngã 7 nha, chào Hữu Đặng, chào Lê Ngọc Mỹ, chào Thánh Hì, chào Hiếu DJ, chào 500 em, chào quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream của bộ hai đội bóng chúng ta 12-2 và Bwin. Bwin các bạn, các thủ Bwin đang tạm dẫn trước các thủ 12-2 với tỷ số là 1-0 với bàn thắng mở tỷ số của Duy Phúc. Và đây là Văn Quốc làm gì đây? Đi chưa? Không thành công. Ok, cảm ơn anh trai Trịnh Hiển nha. Phải nói là bình CG7 là phải nói là bào muốn nát xăng ở Sóc Trăng hết rồi. Mà hỏi bình luận viên xăng này xăng nào. Rồi được chuyển Văn Tôn. Và đây là cầu thủ số 7. Số 7 đó là Hiếu Nghĩa, một đường chuyền cho Văn Tôn làm gì đây? Gắt kỹ được chiếc đêm câu vô. Bóng dẫn còn Hưng Gheo, công chúa ngủ trong gừng làm gì đây? Dẫn là Hưng Gheo các bạn. Đó là một đường chuyền dành cho cầu thủ số 16. Như vậy bên phía đội 12-2 cầu thủ số 16 được tung vào sân. Minh Thuận các bạn, 16 được tung vào sân, đó là Minh Thuận. Đó, hay bóng một lợi thế dành cho cầu thủ 12-2. Chấm qua cầu vô. Đây là Hoàng Nhất sẽ làm gì đây? Dứt điểm cầu vô. Và cản phá xuất sắc của thủ môn Hoài Tâm các bạn. Xin chào Hiếu DJ, xin chào Mai Ngọc, gọi là nhắn là 12-2 cố lên. À, Hiếu DZ các bạn, Hiếu DZ chứ không phải là Hiếu DJ. Hiếu DZ vừa mới nhắn với bình luận viên là DZ anh ơi chứ không phải là DJ. Ok, cảm ơn Hiếu DZ nha. ZD. Và đây là Bá Quý làm gì đây? Bá Quý cũng mới được tung vào sân phía đội Bwin các bạn. Chào Nhật Duy nha, mẹ kêu về trời ơi. Đó là nhắn Nhật Duy. Đang đi đá banh rồi mẹ kêu về ăn cơm, mẹ kêu về rồi bạn gái kêu về quá trời các bạn ơi. Và đây là Văn Quốc. Lại là một tình huống cản phá xuất sắc của thủ môn Hoài Tâm. Hoài Tâm ngày hôm nay đã có những pha cản phá rất xuất sắc các bạn. Ok, một lần nữa cảm ơn 500 anh em và quý khán giả đã vào xem livestream nha, cổ vũ hai đội 12-2 như là Bwin FC. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về các đội đỏ Bwin. Những bàn thắng duy nhất cho đến thời điểm hiện tại đó là bàn thắng của Duy Phúc. Và sau khi ghi bàn thì Duy Phúc cũng đã rời sân để nhường vị trí cho đồng đội của mình thi đấu bên trong các bạn. Sẽ có một thủ ném biên dành cho cầu thủ 12XX2. Và đây là đường chuyền của Văn Quốc. Đó là bắn chờ làm gì đây? Bóng đã đi hết đường biên ngang rồi. Để mà phát bóng lên dành cho thủ môn Hoài Tâm. Đây là cầu thủ số 7, đó là Hiếu Nghĩa các bạn. Và đây là Hưng Gheo cắt bóng thành công rồi. Nhận Hưng Gheo làm gì đây? Rất hay. Hiếu DZ đã nhắn là Hoài Tâm bay như chim luôn mình là gì? Ok, cảm ơn Hiếu DZ. À như vậy mà Minh Thuận còn có biệt danh là Thuận Áp Bồ các bạn. Thuận Áp Bồ là bình luận viên biết là thường thường xài điện thoại gì rồi. Thuận Áp Bồ là thường thường xài điện thoại Samsung các bạn. Em của Tú Áp Bồ á. À em Tú Áp Bồ. À vậy là Thuận Áp Bồ là chia là em ruột của Tú Áp Bồ đúng không? Phải không là? Rồi vậy là em ruột của Tú Áp Bồ. Vậy là hai anh em phải nói là chuyên kinh doanh phải nói là cái nhãn hàng điện thoại có trái táo huyết các bạn. Đó là nhãn hàng điện thoại Samsung. Đó là một đường chuyền nhạc viên của Tiến Việt. Gắt hay đêm công bầu. Thủ môn Tấn Lộc đã ra bóng gắt kịp thời. Xin chào Văn Tính nha. Văn Tính gọi là nhắn này nổ súng đi cho baby. Đó là nhắn của dứt điểm không bầu. Văn Quốc dứt điểm góc gần và thủ môn Hoài Tâm một lần nữa cản phá thành công. Văn Tính nhắn với Quang chờ là gì? Nổ súng đi chờ baby.
Như vậy một cái tên nữa được tung vào sân phía đội 12 thay, đó là cầu thủ số 35. 35 đó là Phước Thọ các bạn. Đó là pha đánh bóng thành công của thủ môn Hoài Tông. Vậy Dĩ Khang thì tiếp tục trở lại vào sân thay cho Hương Gheo, công chúa ngủ trong ngừng. Đó là đường chuyền của Trung Quốc dành cho Hoàng Nhất. Làm gì đây? Vẫn là cao độ 12 thay. Rất kỹ thuật, chứ đi không bầu. Lại là một tình huống ra bóng kịp thời của thủ môn Hoài Tông. Đây là Hoàng Nhất, rất kỹ thuật. Để biển tiếp tục cho cao độ áo kem, quần đen. Đây là đội số 20, cắt bóng thành công. Và cắt bóng của cầu thủ số 20 bên phía đội B-Win các bạn. Số 20 đó là Phúc Hưng. Và đây là Bảo Quý. Bảo Quý làm gì đây? Bảo Quý làm gì đây? Điểm không bầu. Một pha dứt điểm từ xa của Bảo Quý, bóng đi một sang ngang. Bảo lên dành cho thủ môn Tấn Lộc. Đây là Kỳ Anh. Cầu thủ số 11 đó là Định Vĩ các bạn. Và đây là Hoàng Nhất. Bên phía đội B-Win thì số 11 đó là Định Vĩ được tung vào sân. Đây là cầu thủ số 22 bên phía đội 12 thay, đó là Nguyên Đen. Và đây là Văn Quốc. Làm gì đây? Đó là một đường chuyền dành cho Thuận Apple. Làm gì đây? Thuận Apple chuyên bán điện thoại Samsung. Dứt điểm không bầu. Phải nói là chúng ta trên sân ta có cầu thủ số 35 là Phước Thọ. Và có bên phía đội 12 thay chúng ta có Tấn Lộc nữa bạn. Hai cầu thủ này mà gáp lại là Phước Lộc Thọ. Đây là Bảo Quý. Vẫn là Bảo Quý. Sẽ có bình thủ ném biên dành cho cầu thủ FC 12 dưới 2. Mạnh thử. Như vậy theo đồng đội của Phước Thọ còn có biệt danh là Thọ Mập các bạn. Đây là Thọ Mập ném biên. Đó là Hoàng Nhất. Làm gì đây? Vẫn là các cầu thủ 12 ít 2. Và đây là Dĩ Khang. Dĩ Khang chuyền bóng chính xác cho Văn Quốc. Làm gì đây? Dĩ đêm không bầu. Bóng lên dành cho thủ môn Hoài Tâm. Kẻ tính vô phản công các bạn. Đây là Kỳ Anh. Làm gì đây? Kỳ Anh làm gì đây? Không vào. Để bị cho đồ quá đó. Như vậy bên phía đội 12 ít 2 dứt điểm không vào. Quyệt vị mất rồi. Cầu thủ quyệt vị của cầu thủ số 11 Đình Vĩ các bạn. Như vậy cầu thủ bên phía đội 12 ít 2, cầu thủ số 18 vào sân, đó là Việt Tính. Vô nghe ngay mạnh quá. Liên tục là những sự thay đổi người các bạn. Và anh phía đội B-Win, cầu thủ số 18 được tung vào sân, đó là Chánh Nghiệp. Chánh Nghiệp được tung vào sân các bạn. Sẽ có một thủ ném biên cho thủ áo đỏ. Phản công đây là Văn Quốc. Làm gì đây? Phản công cho 12 đây. Và đi bóng tốc độ. Dứt điểm không vào. Phá bóng lên cho thủ môn Hoài Tâm. Xin chào Nhật Duy. Tính về đi. Vô sân chạy không lại. Đó là nhắn của Nhật Duy các bạn. Và đây là thủ số 20. 20 đó là Phúc Hưng các bạn. Đây là Hoàng Nhất. Làm gì đây? Một đường chuyền dành cho số 9 Quang Trời. Đây là Văn Quốc. Làm gì đây? Cũng nhắn không? Những điểm đó là Hoàng Nhất các bạn. Hoàng Nhất vừa ghi bàn sang bằng tỷ số 1 đều cho cầu thủ 12 thay. Hai đội chúng ta đã quay nhiều và xuất phát với tỷ số là 1 đều. Đề nghị Tô Thế Quân không đụng vô cái dàn giáo nha. Xin chào Mai Ngọc, ở đây vẫn là phải vậy chứ.
đã vô Hoàng Nhất, đã vô cái là Ngọc Mai bình luận là phải vậy chứ các bạn. Rồi Nguyễn Văn Đức hẹn anh ngày mai nhé. Ok, hẹn Văn Đức ngày mai nha, tại sân bóng Galaxy ngõ 7 nha. Một giải đấu ít năm tự do các bạn, tranh cúp DJ Pinu. DJ các bạn, DJ Pinu. Đó là DJ Pinu, ban là ban tổ chức giải giải bóng đá ít năm thành phố ngõ 7 tranh cúp DJ Pinu. Xin chào Thanh Hy, cố lên Bì Quyên ơi. Đó là nhắn của Thanh Hy các bạn. Và đây là Văn Quốc, làm gì đây? Không được. Một pha cắt bóng không thành công của cầu thủ số 15 bên phía đội Bì Quyên, đó là Võ Thịnh. Võ Thịnh đã được tung giờ sang bàn. Đây là Dĩ Khang. Một đường trò khe dành cho cầu thủ số 9. Văn Chờ làm gì đây? Văn Chờ làm gì đây? Đó là đường chì Văn Quốc. Không vào. Thì vậy Văn Quốc bị đau các bạn ơi, ra ngoài luôn rồi. Và Lòng Chiếu sẽ là cầu thủ thay cho Văn Quốc vào sân bên phía đội 12 thay. Đây là đội số 79 các bạn. 79 đó là Chí Phú. Ở đường chuyển thành nghiệp. Và đây là Hoàng Nhất, làm gì đây? Thì vậy đã có những sự thay đổi người bên phía đội Bi Nguyên cũng như là cao thủ 12 thay các bạn. Đây là Hoàng Nhất làm gì đây? Bên phía đội Bi Nguyên thì bình nhiên quan sát thấy có những cái tên vào sân, gồm có cầu thủ số 79 là Chí Phú, có số 15 là Võ Thịnh nữa các bạn. Bám lên cho thủ môn Hoài Tâm. Một pha phá bóng rất mạnh của Hoài Tâm. Một nữa cảm ơn Thanh Hy, cảm ơn Nguyễn Quang Đức, cảm ơn Mai Ngọc, cảm ơn Nhật Duy, cảm ơn quý khán giả và các bạn, cảm ơn năm sau đêm đã vào xem live stream. Cổ vũ cho hai đội bóng đó là 12 thay thi đấu vùng áo kem. Thi đấu gần sân tay trái mà chúng ta còn cao thủ Bi Quyên FC thi đấu trong vùng màu đỏ, còn thi đấu phần sân tay phải mạnh của chúng ta. Và trọng tài bắt chính đó là trọng tài anh Thanh Hy. Trận đấu được diễn ra tại sân đá Hoàng Hậu của xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Và quý khán giả các bạn muốn đặt sân, có nhu cầu thi đấu tại sân đá Hoàng Hậu, chúng ta có thể liên hệ với anh Toàn Máy Ủi Đẹp Trai các bạn. Chủ sân đá Hoàng Hậu với số điện thoại là 0919864666 nha các bạn. Và đây là Lộc Vũ, làm gì đây? Không vào. Và cản phá thành công của thủ môn Hoài Tâm và góc cho cao thủ 12x2. Xin chào Nguyễn Thuận nha, số 9 là ai vậy bên đường viên? Số 9 bên nào em ơi? Số 9 bên phía đội Bì Quyên không có số 9 nha. Còn số 9 bên phía đội 12 thay đó là Văn Chờ. Xin chào Bảo Yến nha, 07 hay quá rồi. 07 hay quá rồi, 07 lại đây. Và đây là ba đi bóng của Dĩ Khang, rất hay. Để biên cho cầu thủ 12 thay. 07 có 2 số 7, 07, 07 lại đây, 07 là Hoàng Nhất các bạn. Thì vậy là Bảo Yến là dành một lời khen cho Hoàng Nhất là 07 quá hay rồi. 07 là Hoàng Nhất cũng là cầu thủ đã ghi bàn sang bằng số 1 đều các bạn. Đây là Lộc Vũ, làm gì đây? Lộc Vũ không vào. Bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn Hoài Tâm. Và đây là Quán Toàn. Chào Nguyễn Thuận nha. Hoài Tâm làm gì đây? Đó là một đường chuyền dành cho cầu thủ số 15. Đó là pha bóng thành công của đội bóng Tấn Lộc. Đó là Dĩ Khang. Đây là Hoàng Nhất làm gì đây? Pha đi bóng Hoàng Nhất rất tốc độ. Vẫn là Hoàng Nhất. Và đây là Lộc Vũ làm gì đây? Đó là đường chuyền dành cho Nguyễn Tính dứt điểm không bầu. Nếu như mà anh em có quán pizza thì vừa gọi thì Quyền Tính có một tình huống dứt điểm tacker. Và đây là Bảo Quý, làm gì đây? Không vào. Không vào. Như vậy bóng đã lạc quanh lan qua vạch bồi rồi. Như vậy đó là bàn thắng của Bảo Quý các bạn. Bảo Quý đã ghi bàn đánh số lên 2-1 cho cầu thủ Bi Quyền.
và nói là những đã có những sự thay đổi rồi, thay đổi người các bạn của cả hai đội bóng chúng ta. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 với bàn thắng của Báo Quý. Xin chào Trịnh Đình Chí. Trịnh Đình Chí gọi là nhắn là Thượng Mai rảnh không? Ngày mai mình đi viên đi lai giải ở ngã 7 các bạn ơi, ngã 7 Hậu Giang, thành phố ngã 7, sản phẩm Galaxy. Chào Danh Trời Danh Đường cũng muốn đi đá, đó là nhắn của Danh Đường các bạn. Chào Cát Tường Báo Quý ghê vậy, đó là nhắn của Cát Tường các bạn. Một lời khen dành cho cầu thủ số 66 Báo Quý của Cát Tường. Đây là Báo Quý sao làm gì đây, vẫn là Báo Quý luôn cho khe đó. Đường chuyền dài các bạn cho cầu thủ số 1, đó là đường chuyền dành cho Khánh Toàn. Xin chào Nguyễn Thị Diễm My, đó là nhắn là Việt Tính đá trái banh cũng hụt mà đá cái gì, đó là nhắn của Nguyễn Thị Diễm My. Một pha cà khịa của Nguyễn Thị Diễm My nha. Xin chào Thanh Hy, Duy Phúc cố lên, Quỳnh Anh đang xem, đó là nhắn Thanh Hy. Và đây là Quang Toàn làm gì đây, đó là một đường chọc khe cho Báo Quý sẽ làm gì đây. Và nói là những pha bình luận rất vui vui vẻ và hài hước dí dỏm của các khán giả của chúng ta dành cho các cầu thủ thi đấu trên sân. Đó là một đường khe, đường chọc khe của Hưng Kèo, công chúa ngủ trong rừng cho độc chú nhưng không thành công. Đây là thủ môn Tấn Lộc làm gì đây, đổ theo Vân. Đó là bàn thắng của Tô Thế Quân. Rồi, Tô Thế Quân thả tim cho khán giả luôn bạn. Ok, một pha ăn mừng của Tô Thế Quân. Chữ M nha. Ok, chữ M là cái gì? Chữ M là viết tắt của gì đây? Chữ M là chồng đó, tên Minh đó. Tỷ số được lên 3-1 các bạn. Bàn thắng của Tô Thế Quân. Đây là Hương Gèo, công chúa ngủ trong cưng. Người chị cho Lòng Chiếu làm gì đây? Lòng Chiếu đi bóng không thành công. Bóng đi hết đường biên dọc rồi. Để biên cho cao thủ áo đỏ. Lê Khánh Toàn. Và đánh đầu của Hương Gèo các bạn. Khánh Toàn làm gì đây? Và Quang ơi. Vẫn là Khánh Toàn và đây là Quang Toàn. Hai cầu thủ trên Toàn chuyền bóng cho nhau. Song Toàn. Đây là đội số 11, đó là Đình Mỹ. Dẫn ra bóng toàn, dứt xa, không vào. Và dứt điểm từ xa của bóng toàn các bạn, dứt điểm không vào. Và cái chân của Tô Đế Quân sẽ có một thủ đá vào góc cho cầu thủ áo đỏ, BWDC. Xin chào Danh Đường, gọi là nhắn là ca mấy vậy anh? Ca này, ca chính nha các bạn ơi, ca chính. Hỏi ca mấy gì? Đây là Hưng Gheo, công chúa ngủ trong rừng. Đây là Hoàng Nhất làm gì đây? Đây là Hoàng Nhất. Rồi được truyền về cho trung vệ Hưng Gheo, công chúa ngủ trong rừng. Và đây là Bảo Quý sẽ làm gì đây? Đó là một đường truyền dành cho Tô Thế Quân. Một pha cắt bóng của Việt Tính. Và đây là thủ môn Hoài Tâm. Đó là Khánh Toàn. Quang Nhất đánh đâu? Tô Thế Quân. Và đây là Lộc Vũ làm gì đây? Đó là ba dứt điểm của Quang Nhất. Thủ môn Hoài Tâm đã bóng chính xác rồi. Đây là rủ số 10. Đó là Duy Phúc. Đó là đường chuyền của Tô Thế Quân cho Bảo Quý làm gì đây? Không được. Sẽ có đường bóng lên dành cho thủ môn Tấn Lộc. Và đây là Hoàng Nhất sẽ làm gì đây? Không được. Và đây là Bảo Quý đã căng bóng lên công. Bảo Quý làm gì đây? Và đây bóng hơi dài các bạn. Hoàng Nhất. Một đường chuyền dành cho Lộc Vũ rất hay. Đường chuyền cho Quán Chờ. Quán Chờ làm gì đây? Rất kỹ thuật. Không được. Đó là pha đi bóng của Quốc Thịnh. Dứt điểm không vào. Quốc cầu thủ số 11 là Quốc Thanh các bạn. Và dứt điểm của Quốc Thanh. Nhưng thủ môn Hoài Tâm đã cản phá thành công rồi. Đó kỹ thuật. Để Quang Toàn làm gì đây? Một pha dứt điểm từ xa của Quang Toàn.
và đây là hormone tán lọc. Trung vệ hứa gào một đường chuyền dành cho Việt Tính, nhận là cao độ 12 thế này. Việt Tính là như đây, một đường chuyền cho Hoàng Nhất, dẫn là Hoàng Nhất hứa gào một đường cho Kha dành cho Quang Trời các bạn. Và đó là và các bóng cầu thủ số 11 bên phía đầu Bwin, đó là Đình Vĩ. Xin chào Mai Ngọc nha. Mai Ngọc kêu 12-2 bật chế độ hát lên các bạn ơi, bật chế độ hát lên 12-2 ơi. Quảng Trời, đó là và các bóng của cầu thủ số 11 Đình Vĩ. Dân quá cỡ là nhắn một voucher dành cho các cầu thủ bên phía đội 12 thầy. Cầu thủ nào ghi bàn 20k các bạn. Một trái 20k làm tới nha. Ngọc Mai lo cái voucher này các bạn. Đây là Hương Nghèo, công chúa ngủ trong gương. Một đường chuyền dành cho Quốc Thành. Một pha xoay công ba của Quốc Thành các bạn. Đây là Văn Toàn, một đường chuyền cho Tô Thế Văn. Làm gì đây? Tô Thế Văn, không được. Số 1, Tấn Lộc. Xin chào Dương Gia Hân, đây là nhắn là Khánh Toàn số 1, đúng rồi, Khánh Toàn số 1 nhà Dương Gia Hân. Đây là Hương Gèo, công chúa ngủ trong gừng. Một đường chuyền dành cho Quốc Thanh. Khánh Toàn làm gì đây? Đó là đường cho Khe, cho Bảo Quý dứt điểm, không vô. Đủ cản phá xuất sắc của thủ môn Tấn Lộc. Như vậy Giang Quốc được tung trở lại vào sân bên phía đội 12-2 cũng như là cầu thủ số 22, đó là Nguyên Đen, Nguyên Black. Tiếp tục đá vào góc cho cầu thủ đó. Hai cầu thủ được tung vào sân là Nguyên Black và Giang Quốc các bạn bên phía đội 12-2. Dĩ Khang cũng được tung trở lại vào sân các bạn. Và mặc cầu đánh đầu của Tô Đế Văn nhưng không thành công bạn. Đây là Hưng Gheo làm gì đây? Vẫn là Hưng Gheo. Một đường chuyền dành cho Văn Quốc làm gì đây? Một đường chuyền không thành công. Khánh Toàn đã có bóng thành công rồi, phản công cho đổ đỏ và đây là Bá Quý không được. Vẫn là cầu thủ 12-2. Và đây là Dĩ Khang làm gì đây? Vẫn là Dĩ Khang. Đó là pha cắt bóng rất kịp thời của cầu thủ số 11, đó là Đình Vĩ. Đây là Quang Trơ làm gì đây? Và đây là Lộc Vũ làm gì đây? Và đi bóng rất hay của Lộc Vũ. Chi tiếng hai dứt điểm không vào. Đó là bài dứt điểm của Dĩ Khang không thành công. Bạn đây là Tô Thế Quân làm gì đây? Hưng Nghèo phải nói là lùi về cản phá rất nhanh. Như vậy trọng tài anh Thanh Điền cũng đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì các cầu thủ Bwin đang tạm dẫn trước cầu thủ 12-2 với tỷ số là 3-1, khoảng cách là 2 bàn. Và chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút các bạn. Và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ 2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầu thủ tương lai hả? Bắt con kiến ở trên lầu cao mới ăn trời đưa nói ướng bông nhau dài lông có đắp xe lâu đầy cao nè. Rồi thì mai đá chưa hay là chụp tiếp? Chụp tiếp, đang chụp đuôi. Nãy giờ chụp hay quá, tốt quá. Hay á, vô mà. Có chụp cho em bay không? Bao nhiêu tiền đồng anh mang về cho em hết. Xin chào Phạm Văn Phú nha, kêu kêu Hoài Tâm về mẹ kiếm nha. Lời nhắn của Phạm Văn Phú. Ok, Hoài Tâm đang đứng kế chú Thuận nha. Chào chú Thuận nha. Chào cháu Mr. Chuông nha. Chào cháu là chú là dữ lắm không? Mấy mấy tuổi luôn. Có lai chẳng nào đâu mà thần. Có lai đâu? Không, anh lai ở đây xong rồi chạy xúc chăn lấy đi lấy cái lo về mà đi ngã bảy là chi. Tiếp cũng lên chảnh. Hả? Chụp là chụp chăn mấy giờ? 7:30. 7:30. 5:06. À, năm lên sân nào? Anh ra sân Đạt An. Đạt An sáng mà. Sân Đạt An lấy cái lo về anh gửi cái lo. Đạt An sáng không? Sáng. Em chưa chụp sân đó nữa. Sân Đạt An mới ảnh mới gắn thêm đèn sáng. Nhưng mà quan trọng là cái tốc độ của đèn á. Tại lúc nó chớp tắt mà. Chào thầy Sang, chào Bình Lương Duyên, thầy Sang. Cảm ơn thầy Sang ơi. Hẹn thầy Sang 14 tháng 4 tại chùa Tôn Đức. Hoa hậu quấn thơ mấy câu chân châu da đâu chân mơ để nào để cho mình sống ra môi sống có chữ mà cười chơi kiếm gì mà có hoa đã có anh rồi mất con kiến trên lầu cao mai anh chờ nữa nói ưa bên nhau dài lòng ta sai lâu đài cao nè có bông. Dạ em biết rồi anh thầy Sáng ơi, sân Bố Thảo đang làm sân 7. Rồi hai đội hiệp 2 là đổi bên luôn rồi các bạn ơi. Sửa làm được. Một. Cái gì đây Tô Thế Quang? Có 12x2 SC. Có Lê gì? Lê Ngọc Mỹ 12x2. Không, đang đánh này đọc chứ không có nói dịu Lê Ngọc Mỹ. Có Lê Ngọc Mỹ có vô bình luận. Thấy chữ Mỹ không? Thấy chữ M không? À, Lê Ngọc Mỹ thấy chữ M không? Thấy nãy thấy hay gì rồi. Lê Ngọc Mỹ nè. Có Lê Ngọc Mỹ có vô bình luận rồi. Ông Bảy đi lên dễ à. Kết trong nhà cương quê, bắt đi dây lên cho nó nảy. Tận ba chân không? Bốp mày vô rồi, để người ta vô đi, họ vô tiếp. Kè anh Thịnh, kè Thịnh vô Thịnh. Tại vì trọng tài anh Thanh Niên cũng đã thổi còi để hiệp thi đấu thứ hai của chúng ta được bắt đầu. Kết thúc hiệp 1 thì cao thủ B-Win thi đấu vùng màu đỏ đang tạm dẫn trước cao thủ 12x2 thi đấu vùng màu kem với tỷ số là 3-1, khoảng cách là 2 bàn các bạn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào. Và các cầu thủ trên sân chúng ta sẽ gửi đến quý khán giả các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tôi chỉ có lòng chú dành cho bạn nhất các bạn. Ở trong hiệp 2 này thì cao thủ B-Win sẽ thi đấu phần sân tay trái của chúng ta trong vùng màu đỏ. Còn cao thủ 12x2 sẽ đấu bên phần sân tay phải trong trang phục màu kem các bạn.
hai đội chúng ta đã đổi sân cho nhau. Trên đầu Quỳnh Anh, Phạm Quỳnh Anh, cái này chẳng là hiệp mấy rồi Bình Dương Viên. Đây là hiệp 2 nha, Phạm Quỳnh Anh. Tên Quỳnh Anh thôi mà Bình Dương Viên chế thương chữ Phạm các bạn. Phạm Quỳnh Anh, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Chào Nhâm Phước Lành, có quyền tính đá không Bình Dương Viên? Bên 12 thầy có quyền tính luôn nha các bạn. Vậy không, vậy thiệt hả? Như vậy là quyền tính về rồi các bạn ơi. Xin chào Lê Ngọc Mỹ, vô lẹ Lê Phương Thảo. Đó là nhắn của Lê Ngọc Mỹ. Ok, cảm ơn quý khán giả và các bạn. Cảm ơn 500 anh đã vào xem livestream để cổ vũ sai đội bóng chúng ta. Mi Win và cao thủ 12 thầy. Rồi, Tô Thế Quang gửi là nhắn là Mỹ ơi, ngủ đi ngủ giùm em. Đó là nhắn của Tô Thế Quang các bạn. Dạ, chữ M là tôi cũng nghi nghi rồi. Và đây là bắn chờ lại đây. Dứt điểm. Dứt điểm không vào. Đó là ba ca chân của Hưng Gèo, công chúa ngủ trong gừng. Một pha cắt bóng của Kỳ Anh. Và đây là Hoàng Nhất làm cái đây. Rất đông các rũ đỏ các bạn. Xin chào Nhâm Phước Lành. Có Thọ Mập bên phía 12 2 không chú? Có luôn nha, có Phước Thọ nha các bạn. Dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm của số 9 Văn Chờ. Chào Trúc Quyền. Đó là nhắn là kêu Nhật Tiến về nhà ngủ bên Lương Duyên ơi. Đó là nhắn của Trúc Nguyên. Chào Phạm Văn Phú nha, Bi Quyên. Phạm Phú nói là Bi Quyên đã xấu lắm rồi bên Lương Duyên ơi. Đó là nhắn của Phạm Văn Phú vậy. Đây là Văn Quốc làm gì đây? Xin chào Ánh Linh, bên Lương Duyên kêu bán quý có lên. Đó là nhắn Ánh Linh. Anh Linh nhắn là bá quý mãi đỉnh. Họ nói là khán giả đem cổ vũ âm thanh là hơi bị lạ các bạn ơi. Ở đây mới là cổ vũ phải chịu được. Và đây là quán chào làm gì đây? Không được. Đó là ba dứt điểm không bao. Đó là ba bay người và dứt điểm của cầu thủ số 7, đó là Hiếu Nghĩa các bạn. Hiếu Nghĩa vừa có một tình huống bay người dứt điểm các bạn. Đây là Hưng Gèo, con chú ngủ trong gừng, được chuyền về cho Dĩ Khang. Đây là Hưng Gèo, công chúa ngủ trong gừng làm gì đây? Một đường chuyền, đó là đường chuyền là cho dòng lọc chiếu các bạn. Một nữa cảm ơn Ánh Linh, cảm ơn Phạm Văn Phú, cảm ơn Trúc Quyền. Cảm ơn quý khán giả các bạn, cảm ơn 500 anh em đã vào xem livestream. Cổ vũ cho hai đội Bi Quyền thi đấu vùng màu đỏ và 12-2 thi đấu vùng màu kem. Tỷ số hiện tại đang nghiêng về cầu thủ Bi Quyền với tỷ số là 3-1. Đó là ba dứt điểm của Lòng Dũ. Nghe chỗ cái lò có ổ ong đó. Hồi là coi chừng đó, nó tưởng là đồng đội nó lại xuống đó. Và đây là Văn Quốc làm gì đây? Được chuyền dành cho Dĩ Khang. Vẫn là các cầu thủ 12 đến 2. Đó, được chuyền giặc viên dành cho Lộc Chiếu làm gì đây? Ai da. Sẽ có đội ném biển cho cái đội đỏ. Xin chào Nhâm Phước Lành. Bình Lương Duyên nhắn giùm con kêu Thọ Mập về giùm con. Đó là nhắn của Nhâm Phước Lành. Và đây là Bá Quý. Văn Quốc làm gì đây? Phản công cho các đội 12 đến 2. Đây là Hoàng Nhất. Và đây là Hưng Gheo làm gì đây? Không được. Phản công cho các cầu thủ áo đỏ. Đưa cho khe cho Bá Quý nhưng không thành công. Vẫn còn các bạn, vẫn là Bảo Quý. Bảo Quý làm gì đây? Đó là đường chuyền dành cho cầu thủ số 7 Hiếu Nghĩa. Bọn này đi hết được người dọc rồi. Xin chào Mai Ngọc. Mai Ngọc ở đây nhắn là Nhâm Phước Lành lên đây. Đây là pha dứt điểm của Hiếu Nghĩa các bạn. Đây là Hưng Gheo, công chúa ngủ trong gừng. Lại quăng Văn Quốc. Quảng Nhất làm gì đây?
Một đường chuyền dành về dành cho Nhĩ Khang. Nhĩ Khang chuyền bóng giặc biên cho Lộc Dũng làm gì đây? Bóng dẫn con. Đây là Lộc Dũng. Một đường chuyền dành cho Nhĩ Khang. Chào Phạm Văn Phú nha. Đó là pha thành công của con trời không thành công của bạn. Chào Phạm Văn Phú, gọi là nhắn là Hiếu Nghĩa Mãi Đỉnh. Chào Ngọc Diệp. Đình Beo cố lên, về có thưởng. Đó là nhắn của Ngọc Diệp. Đình Beo là có vẻ này, đó là Hưng Gèo, công chúa ngủ trong rừng của bạn. Hoàng Nhất làm gì đây, gấp kỹ thuật. Hoàng Nhất đưa chi, gấp kỹ. Lộc Dũng làm gì đây? Dứt điểm. Đưa cho ca góc hay Hoàng Nhất dành cho Lộc Dũng. Lộc Dũng vừa ghi bàn rút ngắn số còn 2-3 cho cao độ 12-2. Tỷ số đã được rút ngắn số còn 2-3, khoảng cách chỉ còn một bàn mà thôi các bạn. Và đó là bàn thắng của Lộc Dũng. Xin chào Cát Tường, đó là nhắn là Linh ở nhà chờ cơm kìa bà quý ơi. Đó là nhắn của Cát Tường. Và đây là Kỳ Anh. Đưa chuyền về cho như vậy đã có sự thay đổi thủ môn các bạn. Như vậy Hoài Tâm đã được đồn lên đá vị trí trung vệ bên phía đội B-Win. Và hiện tại thì thủ môn bên phía đội B-Win đó là cầu thủ số đội thủ môn Khánh Toàn các bạn. Một Khánh Toàn đang chắn giữ khung thành cho cầu thủ B-Win. Xin chào Mai Công Tiến nha. Rồi là nhắn là hello Bình Duyên, lâu rồi không gặp. Ok, mới gặp Mai Công Tiến hồi tuần trước các bạn. Nhưng mà tuần này thì kẹt lai giải rồi, không gặp Mai Công Tiến được rồi. Hẹn Mai Công Tiến vào một tuần tới nữa nha. Từng những tuần tới nữa. Rồi đó là tháng 3, tháng 4 này Bình Duyên giải quá giải các bạn ơi. Đó là Bảo Quý, không vào. Đó là pha dứt điểm của Bảo Quý. Đó là đường truyền của Văn Quốc cho Hoàng Nhất. Tháng tư này tại chùa Tâm Nốt thì Bình Duyên cũng lai giải đua ga ngon các bạn. Mini. Đó là đường truyền của Khánh Toàn các bạn. Đây là Kỳ Anh. Xin chào Thúy Ngân, Lộc Vũ. Chở về ăn cơm, chở Thúy Ngân về ăn cơm các bạn. Đó là nhắn của Thúy Ngân. Và đây là Bảo Quý làm gì đây? Vẫn là cầu thủ đỏ, đường chuyền không vào và cản phá thành công của thủ môn Tấn Lộc. Chào Quỳnh Trọng, chưa thấy chờ Tiger nổ súng vậy. Đó là nhắn của Quỳnh Trọng các bạn. Phạm Văn Phú gọi là nhắn là Văn Trời về tập gym. Đây là pha đi bóng của Văn Quốc. Ảnh Linh gọi là nhắn là Bảo Quý cố lên. Văn Quốc đường chuyền cho Hoàng Nhất. Hoàng Nhất làm gì đây? Đó đường chuyền cho Hưng Gèo, không xuống của trong gương làm gì đây? Ok, Văn Quốc bắt đường. Bóng đi hết được Nguyễn An và góc cho cao thủ áo kem. Và đây là đường chuyền của Hưng Gèo, khá nguy hiểm phải không? Đó là phải để không vào, phải ca chân của Lâm Chú. Đây là Hương Gheo làm gì đây? Và nói là bên phía đội 12 thai ngày hôm nay mang đến sông đá hoàng hậu một dàn DJ đúng không bạn? Một dàn DJ đủ thứ âm thanh. Và đây là Hoàng Nhất làm gì đây? Hoàng Nhất công vào và ông lên trên môn Cánh Toàn. Và nào cắt bóng của trung vệ Dĩ Khang và đây là Lộc Vũ. Bóng đi hết được mấy dọc rồi. Ném biên cho cầu thủ đó. B-Win FC. Xin chào Ngọc Diệp, gọi là nhắn là cố lên Đình Béo ơi. Nhắn với Hưng Gheo các bạn, công chúa ngủ trong rừng là cố lên Đình Béo ơi. Đây là Lộc Vũ. Được chị giác viên nhìn theo Trang Quốc. Và đây là trung vệ Dĩ Khang. Vẫn là cao thủ 12-2. Và qua người của Văn Quốc không thành công. Ném biên cho cao thủ 12-2.
Đây là Dĩ Khang, rất kỹ thuật, nhận là Dĩ Khang. Và đây là pha phản công của cầu thủ đỏ, Bì Win. Ném đi cho cầu thủ đỏ. Đó là đường truyền của cầu thủ số 8. Đó là Tiến Biệt. Đây là Bảo Nguyễn ném đi. Vẫn còn, không được. Phản công cho cầu thủ 12 đây. Đây là Hoàng Nhất cho làm gì đây? Đó là đường cho Khe dành cho Văn Chờ. Chờ Thái Dương làm đi. Đó là đường truyền dành cho số 7. Đó là Hiếu Nghĩa làm gì đây? Không được rồi. Ánh Linh gọi là nhắn là cố lên cục vàng ơi. Đó là nhắn Ánh Linh cố lên cục vàng. Và đó là được cho khéo của Chu Hoàng Nhất. Đây là lòng chú làm gì đây? Rất hay, lòng chú làm gì đây? Và các bóng thành công của các đội đó. Và các bóng thành công của đội số 30 đó là ngoài tâm. Và góc cho các đội 12 thay. Đây là Hương Kèo, một đường chiếu bóng. Đó là một đường truyền hơi mạnh của Hương Kèo. Đây là Bảo Quý. Đây là Dĩ Khang làm gì đây? Một đường truyền dành cho Giang Quốc. Giang Quốc chuyển bóng Giang Quyên dành cho Hương Kèo, công chúa Mũ Trong Gừng. Đây là Lộc Chiếu làm gì đây? Vẫn là Lộc Chiếu. Đây là bà ở là Giang Quốc. Ok, tôi thấy Văn gọi là nhắn là Ánh Linh Mãi Đỉnh. Đó là đường truyền của Hương Gèo, công chúa Ngủ Trong Ngừng. Và đây là Giang Quốc làm gì đây? Xin chào Mai Ngọc, gọi là nhắn là thắng là về nhậu nha 12x2 ơi. Đó là nhắn của Mai Ngọc. Mai Ngọc ngủ qua 12x2 giao luôn năm đấu con. Đây là Giang Quốc. Nguy hiểm. Như vậy là có chuột luôn. À mới nói có chuột. Đây là Dĩ Khang. Một đường chiền dành cho Văn Quốc các bạn. Vẫn là các thủ 12 thay. Và là tháng những tháng cắt lúa này thì mà, thì ra đồng là ra ruộng là bắt chuột rồi thế nào rất đã các bạn. Quá dữ luôn, bắt quá là nhiều con bạn. 12 người đi bắt nguyên một buổi được 2 con chuột. Đây là Hưng Gheo, con chú đâu, Ngủ Trong Gân làm gì đây? Đó, được chị về cho chung về Dĩ Khang. Lộc Vũ vòm thơ hoặc thơ không được. Văn Quốc. Đây là thủ môn Tấn Lộc. Đội truyền dành cho Dĩ Khang. Và đây là Hoàng Nhất. Không được cho Khang cho Lộc Diếu làm gì đây? Không được. Không nhắn con, Lộc Diếu. Và đây là Văn Quốc. Hoàng Nhất. Đó là một đội truyền dành cho Hưng Keo, rất hay. Đây là quán chơi chờ Tiger. Không được. Chờ Tiger là chờ con cọp các bạn. Chờ con cọp là chờ cái gì là các bạn biết rồi. Ở đâu được cho Khang? Không thành công. Và đây là Dĩ Khang, một đường truyền cho Lộc Vũ làm gì đây? Đã có thủ phạm lỗi của kia anh đó với Lộc Vũ rồi. Đá phạt dành cho cầu thủ 12x2. Đó là một dứt điểm rất nhanh của Hoàng Nhất. Đây là Hưng Gheo, dứt điểm không gâu, dứt điểm. Hai mà dứt điểm liên tục của cầu thủ 12x2. Và những tình huống cản phá xuất sắc của thủ môn Khánh Toàn. Như vậy sau khi trọng tài anh Thanh Điền đã ra hiệu 20 phút về đấu thứ hai đã chơi qua thì đã có những cái tên được tung vào sân. Bên phía đội Bwin, cầu thủ số 20 đó là Phúc Hưng vào sân trở lại các bạn. Cũng như là cầu thủ số 11 đó là Đình Vĩ. Đây là Hưng Gheo làm gì đây?
Rồi chị tiếng hai cho vắng chờ làm gì đấy dưới đêm không bầu. Đó là ba căn ba của thủ môn Gánh To. Mở góc cho các cầu thủ 12x2. Đây là Lâm Diếu làm gì đấy? Và đi bóng Lâm Diếu. Dứt điểm. Rất đẹp các bạn. Lâm Diếu vừa có một pha đi bóng và dứt điểm vào góc chéo ghi bàn rất đẹp. Tỷ số được sang bằng 3 điều và đó là cú đúp của Lâm Diếu trong trận đấu ngày hôm nay. Hai đội đã quay về và xuất phát rồi, tỷ số là 3 điều. Và đây là Lộc Diếu sau khi ghi bàn thì phải nói là một dàn cổ động viên hùng hậu đã mở nhạc DJ lên liền các bạn ơi. Nhạc này nhạc gọi là nhạc remix, mix tiếng động vật nha các bạn. Xin chào Quỳnh Anh, 12-2 cố lên. Xin chào Đặng Quỳnh Lộc, tiến vô sân đi. Xin chào Phạm Văn Phú nha. Kêu Quốc Tính vô sân đi mình đương nhiên. Đó là nhắn Phạm Phú qua pha đi bóng của Văn Quốc rất hay. Dứt điểm. Đó là bàn thắng của Văn Quốc các bạn. Thôi lên nước thôi. Văn Quốc vừa ghi bàn. Thắng tỷ số lên 4-3 cho các cầu thủ 12x2. Tỷ số đã được nâng lên 4-3 các bạn, bàn thắng của Văn Quốc. Xin chào Phạm Phú, chào anh Đặng Hiệp, anh Hiệp Sương Ống, 5:30 có like không Bình Lương Duyên? À, 5:30 em không biết là đội nào đá anh Hiệp ơi. Năm giờ ba mươi mà nếu mà có like thì em like luôn nha anh Hiệp. Xin chào Mai Ngọc, 12-2 bật hát rồi, Bi Quý ơi. Đó là nhận của Mai Ngọc các bạn. Về 12-2 bật chế độ hát lên rồi các bạn ơi. Đây bắn không? Đây là Hương Gheo làm gì đấy? Bà này bóng Hương Gheo, dưới đêm không bầu. Và đó là thủ môn Hoài Tâm. Bắn, đó là bắn con các bạn. Hiểu nghĩa? Đây là quan nhất các bạn. Bình chì về cho Văn Quốc. Đó là bình chì rất dài. Đúng không? Hoài Tâm đã bóng chính xác rồi. Ok, cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn Mai Ngọc, cảm ơn Hiệp Sương Ống. Mưa 5:30 mà nếu hai đội muốn like là em like luôn nhanh. Xin chào Phạm Văn Phú, chào Quỳnh Anh, chào quý khán giả các bạn. Chào năm cho em đã vào xem live stream. Cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Phải dứt điểm không bầu. Đó là pha dứt điểm của Hiếu Nghĩa. À, xin chào Thanh Hy, gọi là nhắn là còn thở là còn gỡ Bi Quyên ơi. Khỏi thì mình la trọng tài không được không? Anh Hiệp ơi, anh Thanh Điền nói là la trọng tài không được không? Chào Trang Thảo nha, cố lên Văn Toàn ơi. Đó là nhắn của Trang Thảo. Ánh Linh gọi là nhắn là cầu thủ số 66 đã mất tiêu rồi Bình Lương Duyên. 66 đi ra ngoài sạc pin rồi. Đây là Hưởng Gheo làm gì đây? Hưởng Gheo không thành công. Đây là quán chờ để biên cho cái thủ 12x2. Đây là Văn Quốc. Là bình luận viên xin hỏi quý khán giả các bạn, hỏi năm cho anh em là đang xem livestream có nét hay không, chất lượng của hình ảnh như thế nào, có full HD không che các bạn. Và đây là Quang Nhất. Và đi bóng tốc độ của cầu thủ số 7 đó là Hiếu Nghĩa. Quán chờ. Và các bóng Quang Nhất
để biên cho các cầu thủ đó. Đây là Văn Toàn làm gì đây? Rồi rồi tới bây giờ đây là Văn Toàn làm gì đây? Rất kỹ được đối chiến Việt Quỳ mất rồi. Một tình huống Việt Quỳ có Hiếu kìa. Bây giờ tới đòi nợ online luôn các bạn ơi. Giờ là có một khán giả vô đòi nợ online luôn rồi. Cát Tường nhắn với Kiều Quốc Hưng là trả tiền em rồi đương nhiên ơi. Đó là nhắn của Cát Tường. Dứt điểm không vào. Bóng chung một dọc. Một pha dứt điểm của Văn Quốc. À, Lộc Vũ nhắn với Văn Chờ kêu thay người. Đó là nhắn của Lộc Vũ các bạn. Thay người online luôn. Xin chào Quang Long, Quán Toàn 5:30 ai đá với ai về Bình Dương Viên? Bình Dương Viên không biết nha các bạn. Như vậy, bên phía đội FC 12-2, Godfan số 24 được tuôn vào sân các bạn. Đủ số 24 đó là Quang Khang. Quang Khang còn có biệt danh là Godfan. Theo đồng đội của Hoàng Khang thì Hoàng Khang còn có biệt danh là Khang Lửa các bạn. Đây là Nguyễn Đen, Nguyễn Black. Nguyễn Black đường truyền dành cho Hứa Keo. Và đây là Khang Lửa dứt điểm. Một pha dứt điểm rất lửa của Khang Lửa. Rất sung. Và nói là sau khi vào sân thì Khang Lửa rất cháy. Sẽ có một đội bóng đá vào góc cho các đội 12 này. Đường truyền của Hứa Keo. Và đây là Văn Quốc làm gì đây? Một pha đi bóng của Văn Quốc rất kỹ thuật, không được rồi. Và đây là Hoàng Nhất, xin chào Nguyễn Đỗ Khánh Văn, mời ăn cơm chờ ơi. Đó là lời nhắn của khán giả Nguyễn Đỗ Khánh Văn, các bạn kêu Văn chờ về ăn cơm. Và đó là chuyện của Văn Quốc. Đây là thủ môn như vậy, Dĩ Khang đã lùi về, chắn giữ khung thành cho các thủ 12-2 các bạn. Ở vị trí thủ môn. Họ được chuyện Hoàng Nhất dành cho thủ số 24 đó là Khang Lửa. Càng lửa chuyền bóng cho Nguyễn Đen. Phát lên dành cho thủ môn Hoài Tâm. Nguyên Black các bạn, Nguyên Black hiện tại đang thi đấu vị trí tiền đạo cho cao thủ 12x2. Xin chào Lan Anh, kêu ảnh đá coi chừng về truyền nước biển nha. Đó là nhắn của Lan Anh các bạn. Kêu ảnh nào giá đá về truyền coi chừng truyền nước biển. À, Càng Lửa. Thì Lan Anh nhắn với Càng Lửa lại. Đá anh về coi chừng truyền nước biển các bạn. Dứt. Đó là pha đi bóng rất hay. Đây là Văn Toàn làm gì đây? Wow. Rất hay các bạn. Văn Toàn một cầu thủ sở hữu một nền tảng kỹ thuật rất tốt các bạn. Và nói là nhờ đầu trận đấu tới bây giờ thì Văn Toàn đã có những pha đi bóng phải nói là như Messi. Nhưng mà có điều là Messi thượng chân trái còn Văn Toàn thượng chân phải. Tỷ số được sân bằng 4 đều. Rất hấp dẫn các bạn, rất hay. 8 bàn thắng được ghi và chia đều cho hai đội tiếp tục quay về bàn xuất phát rồi. Như vậy Tô Thế Quân được tung vào sân các bạn, trở lại phía đội Bi Win cũng như là cầu thủ số 10 đó là Duy Phúc cũng đã được tung trở lại vào sân. Như vậy bên phía đội 12-2 thì Thuận Apple cũng đã được tung vào sân các bạn. Đó là pha đi bóng của Nguyệt Tính làm gì đây? Nguyễn Tính và Thượng Ấp Hồ cũng đã được tung vào sân vậy. Đây là Văn Toàn được truyền dành cho cầu thủ số 10 Duy Phúc. Dậy đi. Và đây là Văn Toàn làm gì đây? Không được, pha đi bóng không thành công, không qua được Nguyên Black. Lộc Diếu. Xin chào Thảo Trang, Trang Thảo hay quá Văn Toàn ơi. Đó là nhắn Trang Thảo. Pha đi bóng của cầu thủ số 11 được truyền qua không thành công, đó là được truyền Quốc Thành các bạn. Đây là Khang Lửa, không vào. Và nói là sau khi vào sân thì Khang Lửa thi đấu rất tích cực và rất cháy các bạn. Rất năng nổ. Đó là một địa chỉ của cầu thủ số 11. Đó là định vị cho Tô Thế Quân. Đây là Lộc Vũ làm gì đây? Và đây là thủ môn Dĩ Khang. Dĩ Khang làm gì đây? Rất hay. Một pha say cô ma ra hình tam giác của Dĩ Khang. Đây là Lộc Diếu. Đó là một đường cho Kha Giặc Biên. Đây là cầu thủ số 6 Thượng Ngốc Hồ. Chuyên bán đi thổi sáp sung. Không được.
rất hay, một pha xoay cơm ba của Lộc Chú rất hay các bạn. Không được rồi, lại một tình huống xoay cơm ba nhưng mà ra hình tam giác nữa rồi. Để biên cho thủ 12 thay. Đây là Nguyên và Lắp. Đây là bắn con Nam Việt đây. Đó là đi bóng bắn con. Đã còn thủ phạm lỗi rồi. Thủ phạm lỗi của Lộc Chú. Thời gian bắn con. Sẽ có một thủ đá phạt dành cho cao thủ B Quyền. Vì vậy quan toàn sau cái tình huống qua chạm đang bị đau các bạn. Đây mà bắn rồi. Thái đi, thái đi, thái đi. Sao mà bắn rồi. Vậy sẽ có một tình huống đá phạt dành cho cao thủ 10, xin lỗi bạn B-Win. Cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt này là cầu thủ số City Ship, cầu thủ số 66, đó là Bá Quý. Bá Quý sẽ làm gì đây? Một vài dứt điểm của Bá Quý, dứt điểm! Siêu phẩm các bạn, một pha dứt điểm hình ba ná nè. Và dưới điểm hình chỉ hình trái chuối của các bạn rất đẹp, một pha khứ lồng vào góc cao rất đẹp của Bảo Quý. Tỷ số được nâng lên 5-4 cho đội Bi Nguyên. Một pha đá phạt quá đẹp, một siêu phẩm được vẽ tại sân đá hoàng hậu Bảo Quý các bạn. Tỷ số được nâng lên 5-4 rồi, rất hay, rất đẹp. À, xin chào Ánh Linh, gửi nhắn là giỏi quá Bá Quý ơi. Đó là nhắn Ánh Linh. Một siêu phẩm mà nó là rất đẹp của Bá Quý các bạn. Này thủ môn Hoài Tâm. Đó là pha cắt bóng của Khang Lửa. Tỷ số hiện tại đang là 4 nghiêng về Bi Quyền và 3 nghiêng về các cầu thủ 12 thế này. Đó là pha đi bóng của Giang Quốc. Giang Quốc làm gì đấy? Phạm Quán ơi! Giang Quốc đi chiêu bâu! Đấy rồi! Đây là Bảo Quý. Bảo Quý làm gì đấy? Một đường chiền không thành công. Và đây là Nguyễn Black làm gì đấy? Đây là Khang nữa. Và đây là Nguyễn Tính. Một đường chiền không thành công. Vẫn là cao đồ áo đỏ phải không? Không được. Và các bóng của Khang nữa các bạn. Bóng từ từ đi hết đường biên ngang. Sẽ có một thủ đá vào góc cho các thủ Bi Quyền. Xin chào Cát Tường, Quý Ngầu Dữ, đó là nhắn của Cát Tường. Xin chào Thành Nghiệp, đó là nhắn là Bình Lương Viên kêu tâm lõ về ngủ đi Bình Lương Viên. Đó là nhắn của Thành Nghiệp. Thành Nghiệp cũng là một cầu thủ nằm trong biên chế của đội Bi Quyền các bạn. Dứt điểm không bầu và dứt điểm của Báo Ý. Và đây bóng rất mạnh của Dĩ Khang dành cho Văn Quốc làm gì đây? Dứt điểm không vào. Xin chào Thành Nghiệp, gọi là nhắn là kêu Báo Quý về cơm mẹ kêu về. Thủ môn Dĩ Khang đã bóng chính xác rồi. Và nó là một trận đấu giữa các cầu thủ trẻ của chúng ta. Cầu thủ trẻ đang thi đấu rất và nó là rất nhiệt huyết và đã có những siêu phẩm được ghi rất đẹp các bạn. Được chứ không? Thủ môn Hoài Tâm bóng chính xác rồi. Đây là cầu thủ số 10, đó là Duy Phúc. Được chuyện cho Bảo Quý làm gì đây? Bảo Quý sẽ làm gì đây? Dứt điểm khá nguy hiểm. Thủ môn Dĩ Khang đã bóng chính xác rồi. Ném bóng như một vận động viên ném tạ bạn. Dứt điểm không vào. Đó là bao nhiêu điểm của Việt Tính. Phải nói là thủ môn Dĩ Khang phải nói là có những pha phát bóng lên rất mạnh bằng tay. Đó là một đường truyền của thủ môn Hoài Tâm dành cho thủ số 11. Đó là Định Vĩ truyền bóng cho Bảo Quý làm gì đây? Bảo Quý không vào. Đó là pha đá bóng của thủ môn Hoài Tâm. Đá đâu? Đây là Thuận Áp Ô làm gì đây? Và đó là Việt Tính. Việt Tính sẽ làm gì đây? Không được. Và các bóng Hoài Tâm.
Và đây là Tô Thế Quang làm gì đây? Chẳng là Quang Thế Tô, Tô Thế Quang. Nhưng điểm không vào. Thủ môn Dĩ Khang đã có một tình huống gà bóng rất kịp thời để cản phá các bạn. Xin chào Khang Phạm. Khang Phạm người đã nhắn là kêu Tô Thế Quang về dễ gãy kiếm bên Lương Chiên. Lương Thị Mộng Nghi, thủ môn 12-2 hay quá bên Lương Chiên ơi. Đó là nhắn Lương Thị Mộng Nghi, đó là thủ môn Dĩ Khang. Đây là Tô Thế Quang, không được. Và qua người, không thành công, phản công cho thủ báo kem. Xin chào Ánh Linh, Cát Tường kêu Đình Vĩ cố lên. Đó là nhắn của Ánh Linh. Quá trời nhiều khán giả vào cổ vũ cho các cầu thủ trên sân của ta. Đây là Nguyên và Đất, Nguyên Đen. Được chuyện dành cho Quách Thanh. Và đây là Khang Lửa, làm gì đây? Bởi vì cho lửa đó. Hưng Kèo đừng tung cho đau vào sân phía đầu 12 này. Đây là Tô Thế Quang. Đây là Bá Quý, làm gì đây? Dứt điểm, không vào. Đây là Tô, đó là pha cắt bóng của Hưng Kèo, công chúa của trong cực. Chẳng là Hưng Kèo, làm gì đây? Phạm Minh Thường đã nhắn vào điện viên kêu Định Mỹ là Cát Tường đang chờ. Dứt điểm, không vào. Thủ môn Hoài Tâm đang bị đau các bạn. Chào Thành Nghiệp, chào Hoài Đức, hỏi Khang Ba Lùng có thiếu người không anh Thận ơi? Em một sức. Đó là nhắn của Hoài Đức dành cho Khang Ba Lùng. À như vậy là có vẻ như là cà phê bảy bé chuẩn bị đá các bạn ơi. Xin chào Thành Nghiệp. Thành Nghiệp nhắn là Tâm về, mẹ kêu ăn cơm, còn không về thì mẹ cho ăn cây. Đó là nhắn của Thành Nghiệp. Như vậy thủ môn Hoài Tâm đang bị đau và không thể tiếp tục thi đấu các bạn. Sẽ có sự thay đổi thủ môn. Vậy thủ môn số 1 đó là thủ môn Khánh Toàn sẽ vào sân các bạn. Ok, Hoài Đức hỏi Khang Ba Lùng là có thiếu cầu không? Cho Hoài Đức một vé nha. Đó là một đội chì không thành công. Ném biên cho cầu thủ 12 ít này. À như vậy ném biên cho cầu thủ Bi Nguyên các bạn. À, xin chào Ánh Linh nha, chào Trường Thịnh, chào Thanh Nghiệp. Và đây là Bá Quý không đâu. Bá Quý phải nói là những phút vừa rồi thì Bá Quý đã có một siêu phẩm đó các bạn, rất đẹp các bạn. Đó là bà truyền bóng của môn Dĩ Khang cho Hưng Kèo, công chúa ngủ trong gương làm gì đây? Vẫn là cao độ 12 thay, và đi bóng của Hưng Kèo và các bóng quá quý các bạn. Chào Thành Nghiệp, chào Ánh Linh, chào Trương Thịnh. Tại đây Giang Quốc sẽ có một hụn đá phá góc dành cho cầu thủ 12 thay. Đường truyền của Hưng Kèo đánh đâu? Một pha đánh đầu của Khang Lửa các bạn, rất tiếc là bóng đi quật sàn ngang. Đó là đội một Khánh Toàn. Đây là Khang Lửa. Đây là chờ Thái Gơ, vẫn chờ. Và đây là Hưng Kèo. Một truyền dành cho Giang Quốc. Giang Quốc làm gì đây? Xin chào Ngọc Diệp. Chào Quyền Trân. Ngọc Diệp đã nhắn là bao ghi hoàng cho em coi với đi. Đó là nhắn của Ngọc Diệp kêu Hưng Kèo ghi hoàng đi. Về yeah, chào Thao Bể nha. Hello Thao Bể, Quỳnh Thao. Sẽ cầu thủ ném biên cho cầu thủ 12-2. Tỷ số hiện tại đang nghiêng về cầu thủ Bi Win các bạn với tỷ số là 5-4. Đây là Bảo Quý làm gì đây? Bảo Quý cũng là cầu thủ đã ghi hoàng nâng số lên 5-4 cho cầu thủ Bi Win. Với một pha đá phạt rất đẹp, một siêu phẩm đá phạt của Bá Quý các bạn. Đây là Giang Quốc. Một đường chì dành cho Hưng Kèo, công chúa ngủ trong gương, làm gì đây? Đó là một đường chọc khe dành cho Giang Quốc, làm gì đây? Không ơi! Một thủ cản phá thành công của thủ môn Khánh Toàn các bạn. Rất hay, Giang Quốc một đường chiến công. Đánh đầu. Đó là và đánh đầu của Hưng Kèo nhưng không thành công. Ôi trời, mình liên duyên quá trời cảnh luôn trời. Trời mát rồi mà nãy giờ che dù hoài quên. Và đây là Dĩ Khang.
một dĩ Khang bắt bóng chính xác rồi. À, có một tình huống phạm lỗi rồi, cầu thủ vừa bị phạm lỗi đó là Thướng Keo, công chúa Vũ Trong Gưng đã phạt khá nguy hiểm trước thành của đội môn Khánh Toàn các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống đá phạt của các cầu thủ 12x2 như thế nào. Quan chờ là cầu thủ đang đứng trước pha đá phạt này. Quan chờ vẫn đang chờ các bạn, chờ tiếng còi của trọng tài. Xin chào Mai Ngọc, cố lên 12 này. Ngọc Diệp gọi là nhắn là cố lên anh Bèo. Đây là quan chờ. Dứt điểm. Đó là bàn thắng của quan chờ. Quan chờ chờ Tiger đã ghi bàn sang bàn điểm số 5 đều cho các đội 12 này. Và đã phạt rất mạnh. Tỷ số đã được sang bằng 5 đều các bạn, hai đội đã quay về quả xuất phát rồi. Và đây cũng là những phút thi đấu và nó là dần về cuối của hiệp đấu thứ hai rồi. Chào Trung Tính nha. Nguyễn Đỗ Khánh Bằng là nhắn là Ngọc ơi cố lên. Đây là cô Thế Văn và các bóng của Quang Trời. Xin chào Ngọc Diệp. Chào Trung Tính nha. Đây là Bảo Quý. Vị trí cho Hiếu Nghĩa. Hiếu Nghĩa các bạn. Đây là đội số 15. Không được. Hưởng Gheo. Một địa chỉ dẫn quát làm gì đây? Dứt điểm không vào. Vẫn là các cầu thủ 12x2. Dứt điểm không vào. Xin chào Thanh Nghiệp. Thanh Nghiệp bình luận không có bình luận gì các bạn. Chỉ bình luận là ca. Xin chào Ngọc Diệp. Anh Bèo hay quá. 33. Xin chào Trung Tính, Bảo Quý idol của em. Ca. Đó là nhắn của Trung Tính. Ok, cảm ơn quý khán giả các bạn. Cảm ơn 500 em đã vào xem livestream để bình luận cổ vũ cho các cầu thủ chiến thắng ta. Đó là một điều chuyện của Lộc Chiếu cho Văn Quốc Lâm. Xin lỗi bạn, đây là Hưởng Kheo. Không vào. Phạt góc dành cho cầu thủ áo kèm 12x2. Xin chào Thành Nghiệp. Thành Nghiệp kêu đá bên đi. À, này đã vào hũ hai đội hòa nhau thì thôi chứ đá bàn gì Thành Nghiệp. Và góc cho cao thủ 12x2. Ảnh Linh người ta nhắn là quý ơi cố lên cưng ơi. Ok, cảm ơn Thành Nghiệp nha. Được chiến vô của Văn Quách. Và đây là Hương Gheo công chúa Vũ Trong Gương lên đây. Đó là bà đẹp bóng Hương Gheo. Dứt điểm không vào. Lão chiếu bóng vẫn còn. Dốc kỹ thuật. Không được rồi. Dứt điểm. Phải dứt điểm của Quang Trời. Bóng vẫn còn. Đó là đường truyền của đội qua các bóng thủ số 15. Đó là Võ Thịnh. Đây là quà Văn Quốc các bạn. Đường truyền cho đó là cầu thủ Phước Thọ. Cầu thủ số 35. Đây là Bảo Quế. Một pha đi bóng tốc độ của dứt điểm của Bảo Quý. Nâng tỷ số lên 6-5 cho cầu thủ Bi Quyền. Và đó là đó cũng là cú đúp của Bá Quý trong trận đấu ngày hôm nay. Nâng tỷ số lên 6-5 các bạn. Một trận đấu đang rất hấp dẫn. Và đây là Văn Quốc làm gì đây? Văn Quốc sẽ làm gì đây? Một đường chuyền dành cho Hưng Heo làm gì đây? Văn Quốc làm gì đây? Dứt điểm không đâu? Bóng lên cho nó một ngoài tâm. Chào Phước Hòa. Chào Phước Hòa nha. Chào Thanh Nghiệp, chào Ánh Linh. Đây là Hiểu Nghĩa. Một địa chỉ cho Bảo Quý làm gì đây? Dứt điểm không vào. Phải nói là phong độ của Bảo Quý đang được phải nói là tốc độ cũng như là phải nói là tốc độ của Bảo Quý là phong độ cũng đang lên rất cao bạn. Lên maximum luôn rồi. Đó đường truyền của Nhĩ Khang. Đây là Lạc Chiếu làm gì đây? Một đường truyền cho Văn Quốc. Dứt điểm không vào. Chào Cát Tường đã nhắn là rồi Bá Quý về được chị kia thưởng dữ rồi. Chào Vĩnh Hưng nha. Múa hay quá. Về lương duyên. Đó là nhắn của Vĩnh Hưng. Cao thủ ta mà nói là rất kỹ thuật nha các bạn. Đó đường truyền của Hiếu Nghĩa. Lộc Vũ rất kỹ thuật.
Lộc Vũ làm gì đây? Dứt điểm không vào. Bóng đã chạm tay Lộc Vũ rồi. Chào Đăng Nghiệp, chào Phước Hòa. Phước Hòa có đã nhắn là kêu xí đệ vô đi mình cái gì? Xí đệ like mình cái gì không biết nha. Sẽ có đủ đá vào góc cho các đủ 12 thai. Đây là Văn Quốc. Khá nguy hiểm. Đó là pha đá bóng của thủ môn Hoài Tâm. Phạt góc tiếp tục cho cầu thủ áo kem. Đá đâu? Đó là pha đá đầu của Lộc Diếu các bạn. Xin chào Mai Ngọc, một trái một sị 12 thai ơi. Đó là nhắn của Mai Ngọc các bạn. Một trái là một sị, ngủ nếp thang. Và đây là Văn Quốc làm gì đây? Lộc Vũ ném biên cho các thủ áo kem. Một trái một sị là tính từ bây giờ hả gì em? Trời ơi, tính đầu năm tham hoa là được 5 sị rồi. Đúng là không dễ ăn Mai Ngọc được các bạn. Và đây là đường chuyền của Hứa Keo. Lộc Vũ làm gì đây? Dứt điểm không vào. Vẫn là Lộc Vũ, không được. Và đây là Văn Quốc sẽ làm gì đây? Gất ra dứt điểm không vào. Một pha bay người cản phá rất xuất sắc của đội bóng Hoài Tâm. Và đó là Hoài Tâm bay như chim các bạn. Dứt điểm. Đó là pha dứt điểm của Hương Gèo, công chúa ngủ trong gừng. Như vậy trọng tài Thanh Điền cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu rồi. Một trận đấu mà nó là quá hấp dẫn của các thủ trẻ chúng ta. Và tỷ số chung cuộc là 6-5 nghiêng về các thủ Biên Quyền. Xin chào Khoa Nguyễn nha. Ok, cảm ơn quý khán giả và các bạn một lần nữa. Chào quý khán giả và các bạn, hẹn gặp lại ở những trận giao hữu tiếp theo. Trận đấu quá hay, quá hấp dẫn.